Vâng, chào quý vị và các bạn đến với triển lãm sinh vật cảnh Triệu Sơn. Đây là những cái tác phẩm của nghệ nhân Lê Lộc. Chắc Lê Lộc ở trên mạng, ở trên thị trường cây cảnh thì chắc là nhiều bác biết đến nghệ nhân Lê Lộc. Lê Lộc làm cây mini rất là mịn. Quay kỹ từng tác phẩm của Lê Lộc cho quý vị và các bạn thường làm. Lê Lộc lần này gửi về triển lãm đây 5 tác phẩm.